Trước thực trạng các bệnh về u bướu, ung thư ngày càng tràn lan mà chưa có phương pháp chữa trị đặc hiệu, nhóm các nhà khoa học nguyên công tác tại Bệnh viện Quân y 108, Học viện Quân y, Viện Y học Cổ truyền Quân đội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội đã kế thừa và phát huy các bài thuốc cổ truyền của dân tộc, nghiên cứu và thử nghiệm từ năm 2008. Năm 2012 đã thành công cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ancan. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ancan được chiết xuất từ các thảo dược quý như cucumin, tinh chất nghệ vàng, pycnogenol, tinh chất thông đỏ, bioperin, tinh chất hồ tiêu, cao trà xanh, cao rau má, cao xạ đen, linh chi cùng với các vitamin và khoáng chất khác như xylen, vitamin B1, B5, B6. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ancan có công dụng giúp bảo vệ hệ miễn dịch và tuần hoàn, tăng sức đề kháng, giảm căng thẳng, giúp khử các gốc tự do, hỗ trợ giảm thiểu sinh ra các khối u do tác nhân oxy hóa, giúp bổ máu, thanh nhiệt giải độc, tốt cho gan mật dạ dày, giúp lành vết thương, hỗ trợ tiêu hóa. Trải qua hơn 5 năm có mặt trên thị trường, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ancan đã được hàng vạn khách hàng trong và ngoài nước tin dùng và rất hài lòng về kết quả mà Ancan mang lại. Sản phẩm thích hợp sử dụng cho người đang hóa trị, xạ trị, người đang cần tăng cường chức năng gan mật, thanh nhiệt, giải độc, người đau dạ dày, tá tràng, người cần tăng cường miễn dịch, duy trì sức khỏe. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ancan được sản xuất bởi công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Âu Cơ, địa chỉ Lô A2 CN1, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bản quyền sản xuất, công ty cổ phần Triệu Sơn, phòng 708, CT6, khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Phân phối độc quyền, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đạt Triệu Sơn 69 Phạm Tuấn Tài, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.